Của anh thì thời gian gần đây có nhiều cô bác ở trên cộng đồng mạng cũng như đồng đạo của con cũng nghe được là tỷ cơ, và cô ánh cũng phân tích thời gian trước cũng là nói về 72 giờ không có ánh sáng. Thì có người hỏi con là nếu mà đến cái ngày đó như vậy rồi mình ở trong nhà hay là mình nên ở ở ngoài đường lộ, nếu mà ở ngoài đường lộ vậy rồi có còn có không khí nó có đủ thở hay là không, có ma quỷ gì không, và hỏi thêm nữa là mình nên lánh nạn ở nơi đâu. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Cô nhớ cái lúc nào đó nó đã lâu lắm rồi, cô có nói 72 giờ, cô nhớ cô nói cái đó rất rất là lâu rồi đó, nhưng mà không biết hồi nào thì cô không được nhớ với con. Thì theo như khởi quyền của bên công giáo, Đức Chúa Trời tức là Cha Ngọc Hoàng có ra một cái gì, một cái gì đó là các ngài đều có cái đền báo cho con người hết, chứ không phải là không báo. Nhưng mà tại vì là con người của mình đã mãi mê trong cái đường danh lợi tiền tài mà không để ý, chứ thực ra Phúc Tạo thấy nhé, hiện giờ có phải biến thiên đã xảy ra nhiều năm chưa? Rồi biến nhân biến địa trên toàn cầu hết rồi, nắng hạn vừa qua con thấy đau khổ cho người dân, mà ngay cả quê hương nước Việt mình đây không có nước để uống. Đó là một cái cảnh báo. Rồi bây giờ con thấy động đất cái đồn thành của bên Thổ Nhĩ Kỳ vùi lấp nghìn nghìn người, là cô muốn nói những cái đạo qua. Còn quả hoạn thì con nhìn đi, từ Bắc vô Nam, nhà nữa hay những chung cư, những cái tụ điểm, những gì gì đó, tại sao mà lửa bốc lên? Rồi bây giờ con thấy nắng trải qua khô cằn thì bây giờ mưa, mưa nhiều mình kéo hoài thì cuối cùng nó sẽ sạt lở. Cũng tháng ngày 13 mà sạt lở ở ngoài Hà Giang, mà chôn vùi mấy cái xe khách, xe đi đường thấy đau khổ, đào bới bao nhiêu giờ đồng hồ để lấy lên bao nhiêu thi thể bị chôn vùi dưới đất cát, thì có phải là biến nhân biến thiên biến địa không? Rồi bây giờ biến nhân đó, nó có hai hình thức, hình thức biến thiên biến địa biến nhân giờ, còn biến nhân sau cái thời Long Hoa Hội là tức là già quá trẻ, là sao sao bây giờ mình chưa nói tới được cái điều đó đâu con. Bây giờ mình chỉ nói hiện giờ thôi, con người mất hết nhân tính, không còn cái tình yêu thương đồng loại, ngay cả anh em một nhà cũng sát hại, ngay cả vợ chồng đầu óc tay gối cũng là phân thu với nhau, con cái không còn tôn trọng cha mẹ, không còn máu mủ ruột rà, thì đừng nói chi tới bà con họ hàng láng giềng. Như vậy có phải là biến nhân chưa? Thì những cái biến thiên biến địa biến nhân này, nếu mà con người chịu thức tỉnh nhìn lại thì sẽ thấy ngày giờ phán xét đã đến gần rồi. Khải quyền của Chúa nói, có bao giờ mà sự việc này diễn ra ban ngày đâu không? Nhân đã cho cái cơ là chuẩn bị đèn nến, tức là sự việc này sẽ xảy ra vào ban đêm, sẽ xảy ra ban đêm chứ không có xảy ra ban ngày. Ban đêm để cho con người mà ngủ quên, không thức
tĩnh, để cho những cái người mà quan đàn còn trị lạc trong phú vui về đêm á, không thức tỉnh, thì ngày giờ đó mới tới. Vì vậy mà thể quyền của Chúa để lại đó, sự việc tối trời sẽ xảy ra ban đêm, mà trước khi xảy ra sẽ có những cơn gió giông lốc rú rét lên khoảng 2 tiếng đồng hồ. Con à, quả địa cầu rất không nằm yên đâu, sẽ lung lay toàn quả địa cầu này, cái sự vận hành quả địa cầu sẽ bị rung chuyển, bởi vì cái trục quả địa cầu sẽ bị nghiêng ngửa. Trước khi đó là sẽ xảy ra, đó là như vậy, lạnh rét, động đất, giông gió sẽ xảy ra. Quả địa cầu không ngồi yên đâu, không có đứng yên một cái trục đạo. Thì ban đêm giờ đó người ta đã vào nhà ngủ mê rồi, thì như vậy là con người hay ở trong nhà. Cô chỉ nhắc lại, khi xảy ra ngoài trời sẽ động mạnh mẽ của quả địa cầu, ở sẽ lung lay cái đường xích đạo, khí hậu sẽ trở nên lạnh rét âm. Con đi độ thì cô không thấy sắp nhở, nhưng mà sẽ là rớt chứ không phải là lạnh nữa. Vì vậy mà Đức Mẹ dặn là các con hãy thủ áo ấm. Mà sao ở trong nhà mà giờ xảy ra mà Đức Mẹ lại kêu phải thủ áo ấm? Mình nghĩ là mình chắc nó nóng lắm, bị gì không có mặt trời mặt trăng thì sẽ nóng, đi thực ra không phải, là sẽ rét dưới âm độ hết. Vì vậy mà những ai ở trong nhà, cửa thì đóng lại hết, còn sự rung chuyển của quả địa cầu trong nhà có được yên không? Cũng không yên đâu. Nói về cảnh ở ngoài trời á, thì lúc đó con biết mà gió giông thì những cái cơn rít, những tiếng thét gào của sự dữ để nó sẽ tràn lên, tại vì tối trời thì sự dữ sẽ dây quanh. Còn ở trong nhà hãy thức tỉnh, thắp đèn lên, đạo nào cũng dạy mình cầu nguyện giờ đó, đạo nào cũng có cầu câu kinh của giờ đó, mà cầu ẩn đấng mà mình tôn thờ. Đạo nào cũng dạy mình giờ đó hãy cầu nguyện. Đạo Công giáo có lời của đạo Công giáo, đạo Phật có giờ cũng có cái lời cầu của đạo Phật, đạo Câu Đài cũng có cái giờ cũng có cái lời kinh của Câu Đài. Người không đạo cũng biết một cái tiếng là lục chi đà. Giờ đó là thất thanh hồn vía hết rồi, chỉ lo cầu nguyện thôi, sống bằng lời cầu nguyện. Thực ra thì cô cũng thấy một cái gì đó phản ảnh là vấn đề nến. Đúng là bên khởi quyền Thiên Chúa đều nói tới nến, nhưng mà nến phải qua phép. Còn ngoài tôn giáo thì cô không biết phải làm sao, cô chỉ biết làm tại lời của Chúa thì nến phải làm phép. Nên cái nến đó dù giông gió, dù động đất cỡ nào, còn nến nó không bao giờ tắt. Còn nước thánh đó, thì giờ đó bình tĩnh thì cứ rảy hết những cái cửa sổ, cửa cáo đó. Khi mà đóng rồi vẫn rải,
tiểu dữ nó không đến được gần. Ở trong nhà đừng có những ai mà tò mò, Đức Mẹ luôn căn dặn đừng tò mò mà nhìn ra, tại vì ở ngoài là cơn sát phạt của cha, sự dữ sẽ bị sát phạt trong đó ở bên ngoài. Mà mình mà nhìn ra được, mình thấy sự giận dữ của Thiên Chúa đó là không được, mình cũng sẽ bị chết thôi, tiêu hồn chứ không phải là xác không. Còn giờ đó đó Chúa cũng có nói ở ngoài là sẽ bị sự xác phạt của cha, riêng những người mà ngay lành mà giờ đó còn ở ngoài đường không chạy về nhà kịp á thì sẽ bị xác, cũng sẽ bị chết, nhưng những người đó sẽ được phần linh hồn, tức là họ còn phần linh hồn. Bên Công giáo gọi là tử, cha sẽ cho xếp vào cái hàng tử vì đạo, thì những linh hồn đó sau này vẫn được xét xử khi cha tái lâm, những linh hồn đó sẽ được sống lại để chịu xét xử. Còn sự giữ là chết hết những ai ở bên ngoài. Vì vậy mà Đức Mẹ công nhận là giờ đó quỷ dữ Satan nó lên ngôi rồi, nó sẽ giả mạo. Cô nhớ là cô có nói với Quốc Đạo rồi, lúc đó là nó sẽ giả đủ thứ người thân của mình. Tạo ơi mở cửa cho mẹ, mở cửa cho anh, mở cửa cho em gì đó. Chúng ta hãy cứng lòng, tức là đừng nhẹ, bị giả nhẹ, thiếu tin. Mở cửa ra thì cả nhà đều tiêu hồn lẫn xác. Giờ đó là mình không còn tin được nữa, vì giờ đó là sự dữ nó đã lên ngôi rồi. Không có người lành ở ngoài đâu. Đó, thì Thiên Chúa có nói rồi, ban đêm có khi nào mà người ta còn làm cái gì ngoại trừ những cái nơi tụ điểm, những cái nơi tập trung gì gì đó, thì những cái phần đó sẽ bị sự dữ tiêu hết. Nhưng Chúa cũng có nói còn sót lại được những ai mà ngay lành mà chết ở bên ngoài thì Thiên Chúa sẽ cứu hết cái phần hồn đó, được đưa vào danh sách tử vì đạo, để làm sao được sống lại mà chịu chứ không biết tiêu hồn tiêu xác. Cái thời này tiêu hồn tiêu xác thì bao nhiêu người đã nói tôi nghe rồi, tới nghìn nghìn năm nữa chưa được một cái thân xác loài người đâu, trải qua nhiêu bao nghìn nghìn năm bùng sình đầy cát đá rồi mới là cây cối vật thể, rồi mới lên được cái côn trùng, rồi mới tới những cái con thú hai chân bốn chân, rồi mới tới loài người nghìn nghìn năm. Đó là cái vượt 72 giờ cô anh nhắc lại mình đó nữa thôi, mà những ngày giờ đó biết mình có còn sống tới đó được hay không, thì tất cả chúng ta hãy mau mau thức đi. Về một ngày cũng là một ngày, mình lỗi tội nhiều rồi thì bây giờ hãy quay về đi. Cô không dám nói là giờ này trễ không, một ngày cũng được. Một ngày mình hãy tu trước khi mình chết, đừng để chết rồi tu thì không kịp. Đừng nói chết rồi khi thầy lợi hộ niệm, không có đâu. Khi còn sống thì chúng ta làm thì chúng ta sẽ được hưởng gì đó. Đông đấu nào thì cha mẹ sẽ đông lại đấu ấy. Nó là như vậy đó các tạo. Nên nếu cô khuyên là như vậy thôi. Còn vấn đề mà lương thực đối phó với cái gì, đối do phó với lại khí hậu thay đổi, mùa màng dịch bệnh chiến tranh, đó là trích tự tích trữ lương thực là như vậy. Chứ còn ba ngày đêm tối đó thì tích trữ còn thời gian để được ăn không, không có đâu. Mình cứ hãy tích trữ là như vậy,
Ví dụ như mưa gió bão trong một tuần lễ, ở nhà mình cũng có sẵn gạo thóc mà nấu. Nhưng mà khi mà động đất một nơi nào đó, chỉ cần có động đất thôi là sẽ bị cúp điện. Mà cúp điện, con thấy có nhà nào có một cái cây củi để nấu không? Nó có cục than không? Không có. Vì vậy mình cứ hãy chuẩn bị chút xíu đó đi, để hờ khi những cái thiên tai xảy đến là mình sẽ có để mà dùng. Xảy ra chiến tranh thì nó sẽ ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, xăng dầu khan hiếm, không có phí vận chuyển đường hàng không, hàng thủy, đường bộ, thì lúc đó mình có thực phẩm để sống, có thuốc để uống không? Không, vì vậy hãy tích trữ. Một cái mà mình tích trữ đó tùy theo, cô không dám nói, cô chỉ nhắc nhở tùy theo khả năng của mỗi một gia đình. Đôi khi người đi làm hôm nay xào ngày mai, còn đâu mà để tích trữ được không? Vì vậy mình nói thì cũng phải tội cho những người khó khăn, ăn ngày nào, ăn tháng nào xào hết tháng đó rồi. Nên mình muốn nói với nhau là để trong tình em, tình anh em, đồng loại, anh em con một cha một mẹ, anh em của một quê hương Việt Nam bé nhỏ này. Mình thấy trước mắt rồi, ảnh hưởng con thấy rõ ràng rồi. Thời tiết mùa màng thất bại hơn, thất bại hết thì thất bại thì sẽ đói hơn. Ngày xưa những cái kho tích trữ lương thực cho quân sự, tức là phòng hờ chiến tranh cho chiến sĩ, rồi những kho lương thực dự trữ khi bão lụt để mở ra mà cứu trợ cho nhân dân, bây giờ có không? Những kho lãm nó còn không? Có ai biết không con? Ở đó có ai biết không? Không đủ bán ra nước ngoài nữa thì đừng còn kho lương thực dự trữ phòng hờ khi chiến tranh hay là phòng hờ khi thiên tai lũ lụt, không còn đâu. Dịch bệnh COVID vừa qua, con thấy vùng này còn yểm trợ cho vùng kia, nơi này còn yểm trợ cho vùng nọ, sắp tới đây còn ai yểm trợ ai? Công nhân thất nghiệp lan tràn, tiền đâu để nuôi lấy gia đình họ thì làm gì mà còn để mà yểm trợ cho nhau không? Vì vậy mà nhà nào nấy tự lo cho nhà nấy đi. Tự lo đây là tự lo theo khả năng thôi. Chứ cô không dám nói là mình phải lo, không phải bắt buộc phải lo, nhưng mà tùy theo cái kinh tế, cái đời sống, cái túi tiền của một cái gia đình đó. Đôi khi người ta cũng muốn để trữ đó con, nhưng mà lấy đâu mà trữ đây, nguồn nào để mà trữ đây? Thì thôi chứ mình nghèo khổ cỡ nào, mình cứ mình mua được một tạ 100 kg để ví dụ vậy mình ăn dần dần, cứ vơi 10 kg này mình mua 10 kg khác mình chất vô, cứ như vậy đi. Mình cũng có muối mắm gì đó, hoặc là mì gói, hoặc là bánh tráng, nó là lương thực chính của con người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình mà không có cơm gạo mì là chịu không nổi, ăn bánh mì ở ngoài không thể nổi. Vì vậy mà mình hãy lo cái phần đó đi, đó là với cô Ánh đó. Chứ còn thuốc men thì đúng ra ai có những cái bệnh mà gọi là các cái vấn đề mà bệnh hoài đó, bệnh bệnh suốt đó, thì mình hãy chuẩn bị đó cho mình.
Ví dụ cô bị tim đi thì cô uống tháng này định kỳ thì cô phải trữ một cái tháng tới, hoặc là cô trữ tiếp một cái tháng tới, ví dụ vậy. Còn không mình mua chừng 30 phần thuốc cảm, 30 phần thuốc đĩa ói, 30 phần thuốc đau bụng, ví dụ vậy. 10 vỉ thuốc giảm đau, 10 vỉ thuốc kháng sinh, 10 hộp thuốc nóng hạ sốt, ví dụ vậy con. Băng cơm rét, băng cá nhân đó, rồi bóng gòn, thuốc rửa, những gì mà mình thấy cần công dụng hàng ngày mình kính nghĩ phải mua cái chút cái chút. Rồi mì gói dễ lắm cô, giờ cứ muối thiêu muối xả mình để cũng yên rồi, đặt lên là xong. Vì vậy mà mình không thấy siêu minh tuệ lên. 13 hạnh khổ khó của mình tập trước đi. Tại sao mình ăn 3 buổi, nhiều ngày ăn có một buổi, mình tập bớt bớt thôi, mình đừng một buổi chịu nổi thì còn 2 buổi, hoặc buổi nhẹ nhẹ mình ăn 3 chén, giờ 2 chén mình lần dơ dơ. Phải ông sư đó ông ra cái đề tài cho mình thôi. Cô nhớ cô có nói rồi, đó là chi tiêu tiết kiệm trong một cái thời kỳ này, đừng xa xỉ, đừng hơn thua nữa, tức là mình có cái gì mình hãy sử dụng cái đó, mình đừng có mà đua đòi để mà khổ. Vì con biết á, năm 2017 á, vừa là lúc Đức Mẹ hiện ra ở Bồ Đào Nha 100 năm, thì có cào biết cô Ánh cũng đã biết mà, vì gì Đức Mẹ đã báo rồi. Con biết cô đã chuẩn bị như cái đó là nay từ năm 2017 tới bây giờ đó có cào. Cô mập mập dù cô sống một mình, chứ cô này là nhà cô lúc nào cũng từ 5 tới 700 kg ạ. Nhưng mà nơi nào mà cái gì đó ăn cho hay thì gia đình cô đi cho, không nhiều 10 kg 5 kg vậy thôi con. Đây là dầu đường bột ngọt, cô Ánh trữ nhiều lắm, lúc nào cũng 40-50 cây dầu ăn, 20 kg đường vậy đó, thí dụ vậy. 10-20 kg bột ngọt mà cô mua bịch nửa ký nửa ký á, để lỡ mình biết nơi nào đó mình cho nó đỡ, chứ nhiều quá chịu không nổi. Đó, nước tương thì mình cứ là thùng này qua thùng nọ, cái gì mình cho người ta, mì gói vô vậy đó. Rồi khi có khi cô cho một thùng, có khi cô cho 10 gói, mình chia ra cho được nhiều người nữa không? Trong cái thời kỳ khổ khó này, nhưng mà cô Ánh thì trữ nước uống rất nhiều. Cô mua những cái thẹt inox mà 500 lít đó, cô bô mà mấy 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 cái thẻ như vậy, cô để không biết hồi nào không, 2017 2019 tới bây giờ, tức là con bên đạo con coi những cái gì mà Đức Thầy đã nói, thì cô Ánh ở bên đây cô Ánh cũng coi những gì phải quyền Chúa cũng như mặc khải của các đấng nói, thì cô Ánh cũng thử. Cô Ánh cũng chuẩn bị khi mà không có mặt trời thì cô Ánh nấu củi, ví dụ vậy, hay là cô Ánh nấu than, cô Ánh cũng có. Thậm chí cô Ánh mua quạt lá một lần là 10 cái, cô Ánh để cô Ánh treo từ năm 2017 tới giờ. Vì gì không có điện thì cô xài bằng quạt lá. À, như vậy đi con. Còn đồ ấm á, là nhớ ấm rồi là cô cũng bị lúc nào ở nhà cô cũng có áo mưa mà thường thường cô mua một lần. Nhà cô có cái máy mà đó, trước nhà cái giường nó dài 10 mấy mét đó, mưa dù dù là có người được mưa là cô hay cho người ta để người ta mặc vô, người ta đi về. Mình không làm được điều lớn thì mình làm được cái điều nhỏ thôi đó. Thì cô muốn nói với bố Cào
Chứ rồi đồng bào anh em mình thì chuẩn bị là chuẩn bị như vậy cho mình. Khi nào mình không xài, chưa xài tới mà anh em của mình gặp chuyện thì mình hãy ra tay. Lúc nào cô ấy cũng chuẩn bị như vậy hết. Mình không có khả năng nhiều thì mình làm như vậy. Còn những ai nhà có trẻ nhỏ thì mình nó không biết ăn chay đó, thì mình cứ mua cá mòi hết họ gì đó mình trữ, hoặc những đứa con tép con người ta con nhỏ nhỏ đó. Ở người ở quê người ta cái con rú con gì đó mình về mình làm sạch sẽ ra để sau này thí dụ mình rang lên cho cháu nó ăn, thí dụ vậy. Bây giờ không biết chỉ cần một tuần lễ mưa dầm mưa rồi thôi là người dân sẽ khỏe, vì không có gạo để nấu đó con, không ai mướn không ai làm không bán số thì tiền đâu để mua gạo ăn đây. Bố cậu biết hôm nọ con gửi đến cho cô 52 chai dầu, cô đi họp cô chưa, cô đem theo 10 chai cho những người đi theo cô đọc kinh đó. Còn mấy người mà cô thấy khổ có cái người hai chân, cô cũng có nói cái này là của cái em Duy Thức Quốc Tạo ở ở dưới An Giang em đó nha, và nó phát tâm nó gửi lên cho cô thì cô chuyển cho là mọi người, cô cũng giới thiệu vậy thôi. Hình như cô cho biết nay còn được mười mấy chai. Dạ, cô cứ cho hết đi cô, nữa có gì con gửi lên tiếp luôn. Và sổ mũi cô đi thăm đó, là cô đem theo cái 12 chai đó, cô đi là cô đem theo, cô cũng nói đây là của con đó. Cô cái nào ra cái nấy con, cô không có nói con mua được mà cô không có giấu cái nguồn gốc xuất xứ từ đâu, thì cô cũng nói của em Duy Thức Quốc Tạo, em mới năm rồi mới chế ra gửi lên cho cô được 52 chai thì cô cho lại mọi người. Vậy chứ cô thấy người ta quý lắm con ơi, người ta hít thở hủi á, thấy thương lắm, mấy đứa tài xế đó, nó cũng mừng lắm, cô thấy cái thương quá. Mà con biết cái thật cô mà của cô còn cho hết, đừng nói của ai cho cô. Thì đó, hồi nào giờ cô nhận thì cô ăn nó bất đạo, còn đầu tiên cô nhận của con thôi chứ cô chưa biết nhận được của anh. Rồi cuộc đời cô thì chỉ thích cho đi chứ cô chẳng dám nhận của ai hết. Thành ra thôi thì Quốc Thảo còn hỏi cô Ánh gì không? Những cái cô Ánh nói con thấy nó có được thỏa ý con chưa vậy? Dạ, rất là thỏa ý của anh. Con xin hỏi một câu hỏi phụ để cho kết thúc hôm nay, thì con xin hỏi là có người hỏi con là về cái phần mà 72 giờ đèn tối đó, thì cô Ánh đã trả lời là cái phần cái cây đèn cầy này là nó không tắt, nó không tắt là cái phần đó là mình do mình có cúng kiến hay là có làm gì vô cây Không đèn có cầy nó không tác động không? bên, Dạ. bên, bên công giáo á, thì cô mua rồi tụi cô tới cái ngày lễ mà lễ nón á, là đem lên hết để một cái bàn dài đóng trong nhà thờ ông cha ông rải nước thánh, ổng là cứ gọi là làm phép, tức là ngày rải nước thánh lên lên nến đó đó, là gọi là nến thánh. Rồi tụi cô đi đọc kinh cho bệnh nhân hơn là mưa giông cô hay đốt lên đó, là như vậy đó. Thì trong sách khởi quyền để như vậy thì mình cứ nghe như vậy. Cô nhắc Quốc Tạo nè, nói với anh chị em đừng mua hột lột ra để dành, nếu mà xảy ra 72 giờ đen tối nó là khí dương không còn, nó chỉ là khí âm nên xảy ra cái gì. Mua hột quẹt cây, hồi xưa mình kêu hột quẹt diêm á con, nó rẻ lắm, con mua lố 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 của để nhà nó không có bao nhiêu tiền hết à. Hồi xưa mình kêu hột quẹt diêm á con chẹt chẹt nó gì đó, nó cháy lửa lên á, con biết cái đó không? Con biết cái đó gì hả? Không biết, cô mua cô gửi xuống cho con. Dạ, Hồi xưa mình kêu dạ hột cô quẹt nói vậy là bà con tao biết rồi. à, okay. Là có người kêu hột quẹt diêm, người kêu hột quẹt cây, nó
nó xẹp xẹp gì là con nó nằm trong cái hộp nhỏ nhỏ có chút xíu mà. Rồi mình ra chợ mình nó lấy cho tôi một lố cái hộp quẹt diêm á hay hộp quẹt cây, chứ hộp quẹt ca giờ đó con xài cũng không được, cái gì đó còn thiếu chưa đâu mà con nó cháy. Lúc đó bình ga cũng không xài được đâu con, tại vì giờ đó rồi không còn đâu, chỉ có là xài những vật thể của thiên thôi, chứ không còn sử dụng những gì năng lượng của con người làm ra. Lúc đó đừng nói là tivi, tủ lạnh, máy lạnh, đừng nghĩ tới xe cộ. Xe cộ thì ai còn xăng đó chạy đi chứ hết xăng rồi lấy đâu có chạy. Cô cũng có chiếc xe đạp nên nhiều năm mà cô mua đã mười mấy năm, cô để lâu lâu cô bơm lên chứ có làm cái gì. Thì thôi mình cứ coi kinh sách rồi mình nghe lời các thầy tổ tiên tri thế nào thì mình cứ hãy làm như vậy đi, nó không có thiệt thòi. Cô thấy con có bị thiệt thòi, tức là mình đã sẵn sàng sống trong đời sống, sẵn sàng tỉnh thức và dâng lời các ngài. Tại vì Phật thầy Phật tổ nói là không bao giờ sai, có điều là xảy ra trước hay là xảy ra sau hay là sắp sửa xảy ra thì mình đâu biết ngày giờ con. Mình chỉ thấy hiện tượng là trên trời dưới đất đã biến chuyển như vậy thì mình phải biết rằng chuẩn bị giờ các ngày tới lần. Mình như vậy đi con. Cái nước uống đó mới là quan trọng đó con, cái nước uống mới là quan trọng. Cô dặn đồng bào mình mua cháo bịch đó, cháo bịch đó con, có 3.000 mấy bịch đó. Lỡ lúc đó mà mình có đói, mình không có củi, mình nấu miếng nước sâu đổ vô, ực vô cũng xong. Đó. Còn mì gói lỡ không có nước nấu để sâu thì bẻ mà ngậm vô họng nó cũng nở được cái bao tử đó. Thì đối với cô là như vậy đó. Còn với những người khác như thế nào thì cô không biết. Đối với cô thì cô hiểu biết tới đâu mà cô biết cho anh chị em tới đó. Còn cái gì nữa thì nhiều khi còn thiếu sót hay mình nói nó còn gì nữa thì hãy quan hệ của mình đó, ý quán là ngày đó con. Dạ dạ. Chuẩn bị con có thể con mua mấy cái cây đèn dầu, mà con mua dầu gì mà cái loại bình giờ mà để con đốt trên trang trên bàn thờ á. Thôi mình đừng có mua dầu quả, dùng lửa ở cây xăng, dầu đó nó lụng cái tim. Con mua dầu mà trong cái bình 1 lít mình 50.000 ha, 45.000 gì cái lít đó, dầu nước trắng trắng đó. Để đốt lên trên trang, trên trang đó. Đó thì dầu đó nó không có lụng cái tim đó. Mình mua nhưng mà mình hãy chăm sẵn luôn, ví dụ một cây đèn đó, nó có cái tim, con chế dầu được vô, con để ống khói mà con để một nơi, đừng có cho nó lật dùi thôi. Đó, cô ấy mua trăm, cô biết bao lâu, được mấy năm rồi nó bắt tạo. Vẫn còn bình thường, nó không có bốc hơi đi đó con. Rồi dạ. Cô cứ ở một chỗ nào, đúng là cô để một cái lắp hộp quẹt diêm ở đó. Thành ra ba cái nhà đều có đèn, có nến, có hộp quẹt đầy đủ hết. Vậy đó con, để đi mình cứ chuẩn bị. Tại vì cô Ánh không có biết mở mà cho con coi, chứ cô biết mở bữa nào ban ngày con mở cái nơi mà cô trữ đồ cho con nhìn, cô không biết mở. Con không biết xài cái đó. Cố gắng lên, nói với những ai mà có con nhỏ thì nó chưa biết ăn chay thì được mua những cái gì khô ra khô, thí dụ vừa cá mòi hay là con ruốc, con gì mà nó không có chảy máu á, mình để dành đi, để có gì mình cho con ăn. Cái những ngày gặp mưa giông bão lũ, cúp điện cúp đường đó là tội nghiệp cho cái đứa nhỏ, nó sẽ chết trước á. Tại vì Chúa nói rồi, những ngày đó vương cho những người mang bầu, lúc đó không có khí dương để mà thở thì sẽ chết ngọt hết. Và thương cho các trẻ nhỏ, nó không chịu đựng được, nó
chịu nổi được sự dữ, thì tất cả các con nhỏ đó nó đều trở thành thiên thần hết. Đó. Có hết trong sách để đó con. Dạ. Còn người lớn của mình nó cố gắng đi né bớt được, cô không dám dùng cái chữ sát sanh ăn chay gì cô chỉ khuyên mình hãy ăn những cái chất gì đó mà nuôi cơ thể trong cho nó nhẹ nhàng đi, đừng có mà còn ăn sống uống tươi gì đó, mình cứ hãy kiếm cái gì mình bỏ vào bụng một miếng cho nó nuôi được cái thân mình là được rồi. Mà cô Ánh ăn như vậy nhiều năm lắm rồi đó, ngày còn có hai bữa bữa cơm cô có hai muỗng thôi, sao với nửa chén canh rau củ quả rồi xong, chứ đâu có gì đâu. Người ta nói là bèo bọt nó gì không có, mình cứ nghĩ thật tâm là tôi trở về cái gì đó, nguồn gốc gì đó thì mình sẽ được thôi. Nhưng tối ngày tôi cũng đâu có muốn là nguyên nhân từ cái nhân và tất quả, con người gieo thì phải gặp thôi đó con. Dạ. Nó tương tự như cái dịch Covid-19, nhưng mà cái này thì nó sẽ tàn ác hơn, nó dướng vào khó cứu, tại vì không có phát hiện kịp thì nó đã, nó đứt từ cái dây thanh quản của mình, nó đi xuống cái khu phổi, nó dễ xâm nhập hơn cái Covid-19. Vì vậy mà khi mà những ai mình thấy mà bị khàn tiếng, khô khô họng, nó không có ho đâu, nó chỉ khàn tiếng thôi, thì mình cứ hãy trong tâm tư mình mà bình an, mình thành tâm thì mình cứ hãy cầu nguyện để rồi mình sát khuẩn bằng muối đó con, nước muối á đó. Chứ không có gì, thì cái dịch bệnh đó nó rống lên từ bên Thái, con thấy nó nổi lên ở bên Thái nó như thế nào. Tất cả các nước bây giờ Mỹ con thấy nó cũng ra làm sao. Mình chỉ nói những cái đất nước mà hiện đã và đang xảy ra. Còn quê hương Việt Nam mình thì tất cả chúng sanh nhân loại bây giờ trên toàn cầu sốt bệnh thì tự họ cứu họ thôi, không ai cứu được không. Nó có con thấy cái đó nó xuất phát từ ngoài Bắc Cạn, hai ca học sinh nữ nhỏ thì nó đi cũng từ những cái nguồn cái không khí đó, nó làm ảnh hưởng. Còn nó về có sang được đất nước Việt Nam mình hay không đó, thì cũng đòi hỏi ở cái tâm địa của quê hương mình. Chắc mà mọi người hãy quay về trong cái đời sống lương thiện thì nó cũng không có đến nỗi xảy ra với mình. Nó có nhẹ, hoặc là khi mình phát hiện kịp thời ấy, thì mình sẽ cứu được mình. Vì cái hiện tượng khi nào nó khô cái họng, tức là nó khô cái dây thanh quản, đó là cái khuẩn của nó tới đó, mà mình khò muối, mình sát khuẩn kịp thời. Nhưng mà nó phải đi đâu với cái sự tin tưởng, mình cứ hãy cầu nguyện cho nó không có đi vào, tức là cái tâm tư của mình nó tránh xa những cái gì gọi là tội lỗi đó. Mình hãy hướng thiện đi, nó đi từ từ phát xuất từ cái khẩu của mình mà ra, thì cái khẩu của mình mà ăn ngay ở lành thì nó xâm nhập vào không, không nó không xâm nhập vào. Người ta sợ lây là nó cũng lây đó, nhưng mà nó sẽ lây lan qua những ai, giả sử một cái môi trường, một cái lớp học, một cái nơi tụ điểm đó mà sao nó lại
lây cho người đó mà không lây cho người kia. Cũng như cái đợt dịch Covid, tôi không thấy là sau một nhà có người nhiễm, có người không, rồi có người chết, có người sống. Thì những cái bệnh lạ đó thì nó cũng có cái con mắt của sự dữ, nó sẽ tìm tới sự những ai mà trong vấn đề sự dữ thôi. Còn những ai không thấy được dịch vừa vừa qua đó, tại sao những người mà ăn ngay ở làm thang nhiễm, thậm chí không chích ngừa người ta vẫn bình thường, thì cái dịch bệnh đó đối với cô thì cô cũng khuyên ông bà anh chị em thời này hãy quay về hướng thiện, đời sống nay lành đi, để mình vượt qua hết những cái gì mà khổ khó bệnh tật, rồi đây nó sẽ tới cái nạn đói không đó. Nó sẽ xảy ra cái nạn đói, thiên tai lũ lụt hỏa hoạn trước khi có chiến tranh. Thành ra là đối với cô thì cô nghĩ như vậy. Tạo hỏi thì cô ấy nói để mà mình có lời khuyên bảo cùng nhau để mà đi đến con đường hướng thiện nay lành thôi. Cũng như từ tháng 5 cho đến bây giờ, con thấy ví dụ của sư Minh Tuệ, 8 tỷ người vừa qua động lòng được hết bao nhiêu rồi, rất rất là nhiều rồi con. Những người có đạo không có đạo, nghĩa là con người thôi, là điều thức tỉnh rất rất là nhiều. Cô nhớ những cái lần mà cô nói khi mà giải tán tăng đoàn ngày 3 tháng 6 ở ngoài Quế, cô nhớ cô đã nói rồi đó. Thì cho tới lu 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 riết rồi cho tới mười mấy cây là ngày tiếp được ngày xuất hiện được 5 ngày nay, rồi bây giờ ngày tiếp tục ở ngày hôm nay nữa. Nói về đời thì đó là cái tiếng chuông thức tỉnh cho bao nhân tầng lớp trí thức, lao động, công nhân, đủ mọi thành phần trên đất nước, trên cả toàn cầu, trên tất cả các tôn giáo. Đó là cái tiếng, một cái giống lên một cái hồi chuông giác ngộ cho toàn thể nhân loại trên cái quả địa cầu này. Tôi nói đó là nó đầy đủ tầng lớp hết, công nhân hay là trí thức, thậm chí là tất cả các tôn giáo. trong tất cả các tầng lớp chính quyền các cấp. Tôi không nói riêng một nước Việt Nam mà nói cả toàn cầu đều phải thức tỉnh qua cái đường tu khổ hạnh của thầy Minh Tuệ. Đó là giống cái tiếng chuông báo cái thời kỳ nó đã đến, đã và đang đến. Con thấy ngài đâu có nói gì, ngài không khuyên người ta cái gì, ngài không. Tại sao mà toàn cầu đều phải thức tỉnh thì đó là phải ý ý trời chưa, ý trời đó. Thành ra là tôi chỉ muốn nói với quốc tạo thôi, tôi lấy lời lầm khuyên nhau thôi, bây giờ không còn gì nữa. Dịch bệnh thì như cô đã nói rồi, nó có con mắt của sự dữ chứ không phải là không có. Bệnh đó là xuất phát từ đâu? Từ Thái Lan. Thì đất nước Thái Lan nó như thế nào? Hồi đó là nó nhìn cái nước Việt Nam mình
mấy mươi năm về trước nó rất là tôn sùng, nhưng mà rồi đất nước Việt Nam mình mỗi ngày một nên nó mới tiến thân lên, nói về Singapore, Mã Lai rồi nó mới hơn được Việt Nam. Là tại vì quê hương đất nước Việt Nam của mình bị chậm lại, lùi lại. Tôi nói vậy thì được rồi, không có đi sâu về chuyện vậy nữa. Dạ. Phật, dạ Nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào quý bà con cô bác trong nước và ngoài nước xa cùng gần kính mến. Thì hôm nay cũng đủ nhân duyên, Quốc Tạo lại trở lại màn hình với những sản phẩm thuốc của mình rất là quý giá để đem đến cho bà con tiêu dùng. Thì kính thưa quý bà con, trong những ngày qua thì nào là dịch bệnh nè, rồi nào là bệnh dịch tả nè, rồi nào là bệnh đột quỵ nè, vân vân rất là nhiều bệnh. Nhưng mà để cho bà con được tự tin hơn trong cuộc sống và có một cái phòng dịch như thế nào cho an toàn, thì gần đây thì đã phát hiện ở ngoài vùng ngoài có phát hiện là hai ba căn bệnh về là bạch hầu, tức là bạch là trắng, hầu là trong cái hầu chúng ta nè quý vị, hả họng ra là trong cái đây nó có những cái đốm trắng trắng rất là nguy hiểm. Thì cái bệnh này nó lâm sàng rất là nhanh, nó ủ bệnh đó là trong vòng 5 đến 8 ngày và có thể là co giật và xảy ra nhiều cái bệnh và bị khó thở, lo do lây qua đường hô hấp. Thì ở đây thì tại sao biết qua lây qua đường hô hấp, thì được đài báo cho biết là hai hai em học sinh này, sinh viên này có ở chung với một cái người bị bệnh đó, thì chỉ là không có giao tiếp gần nhưng mà chỉ giao tiếp qua lời nói, qua chung một cái không gian nhỏ thôi trong một cái nhà 4-5 mét vuông. Thì bây giờ hai em này đã cũng đã bị bệnh và cũng đã không qua khỏi, thì cũng báo cáo lên với bà con là bệnh này rất là nguy hiểm. Nhưng mà mai thay cái dầu Quốc Tạo thì Quốc Tạo định là ngừa được những cái bệnh nó không khí thôi, nhưng mà không ngờ trong bệnh không khí thì nó quá nhiều bệnh quý vị, nó quá nhiều bệnh. Cho nên thì hôm nay ngoài cái bệnh viêm, bệnh mà di gút, bệnh lây qua đường không khí, hô hấp, bệnh ho lao, thì ở đây có được được là giúp cho bà con ngừa được cái bệnh là bạch hầu. Ở đây tại sao bạch hầu nó lây qua đường không khí, nó làm cho chúng ta khó thở, nghẹt họng, là chúng ta bị nóng lạnh, chúng ta bị co giật. Thì ở đây có loại dầu diêm son ngừa, nó là ngừa tất cả những cái bệnh ngoài không khí. Tại sao mà Quốc Tạo dám chắc chắn quý vị là ngừa được đó, thì ở đây có những cô bác Quốc Tạo đã sử dụng và có nhiều cô bác đã dùng dầu này và hiện bây giờ chưa ai nói là bị bệnh gì, Covid cả quý vị, chưa nói bệnh Covid cả, mặc dù đi ở đám đông, đi ở vô nhà thương, những cái người bị bệnh thăm người bệnh Covid luôn vẫn không có bệnh luôn quý vị. Thì ở đây dầu Quốc Tạo hiện giờ đã xuất ra nước ngoài được bây giờ là đến 8.000 chai rồi quý vị, được 8.000 chai rồi. Thì hiện hiện giờ Quốc Tạo cũng rất là mừng khi mà bà con cũng đã sử dụng được dầu của mình. Thì hôm nay Quốc Tạo cũng giới thiệu với bà con sản phẩm chúng tôi thì ngâm tổng cộng là mười mấy vị thuốc bắc ha. Thì ở đây chúng tôi có ngâm một keo thế này, thì thường thường ngâm một keo chúng tôi sẽ điển hình cho bà con xem là chúng tôi có ngâm ở trong cái keo này thì chúng tôi không bán. Thì ở đây chúng tôi ngâm, hiện giờ chúng tôi ngâm là được 3 keo như thế này. Thì một keo như vậy là nó trị giá là 1.000 chai. Thì 1.000 chai như thế này thì ở đây là chúng tôi sẽ ủng hộ, sẽ hỗ trợ cho bà con nào mà lấy đúng 1.000 chai thì chúng tôi sẽ mướn dân công làm 1.000 chai này đưa cho quý vị. Tại sao mà ở trong đây nó đặc biệt hơn ở ngoài, giống như 9, giống như 10, giống 8 như quý vị. Ở ngoài thì mình ngâm có 1 tháng à, ở trong đây tôi ngâm 3 tháng. Khi mà một cách 2 ngày thì chúng tôi sẽ lấy ra, chúng tôi sẽ quậy đều lên, xúc đều lên cho thuốc nó thấm vào. Mười mấy vị thuốc bắc ở trong đây quý vị nghĩ đi, mười mấy vị thuốc bắc thì làm sao mà nó không thấm vào dầu được đó. Rồi xong rồi chúng tôi mới ra, mới để tổng cộng là 4 vị hương, hiện giờ là nâng cấp lên 4 vị hương. Thì bà con dùng đi, Quốc Tạo điện Quốc Tạo hỏi em mà hương gì hương gì, Quốc Tạo sẽ trả lời cho quý vị 4 vị hương đó đó, đặc biệt 4 vị hương đó cho bà con nghe. Nếu đúng y gan vậy trơn bà con hãy nhận dầu, còn không đúng thì thôi. Mặc dù dầu chia bà con lại có 4.000 một chai thôi, giống như chia vốn lại thôi, không có lấy lời lấy gì hết trơn. Chai bây giờ nó mắc, cái chai này không 1.000 mấy rồi quý vị tính đi, rồi dầu 1.000 mấy, 2.000 nữa quý vị tính đi là bao nhiêu rồi, chưa kể tiền shipper đó, và chưa kể dân công làm nữa quý vị, nó bỏ công sức ra làm nó, quý vị nghĩ đi, còn thuốc ngâm nữa làm chi, tùm lum hết trơn. Thôi bây giờ á, nó gần nó xa không qua nó thiệt, thì ở đây thuốc ở này là chúng tôi sẽ ngừa được cái bệnh bạch hầu hiện giờ đang có mặt ở khắp nơi, lây qua đường không khí. Thì bà con dùng dầu, bà con mở cái gì thôi nó thơm ngào ngạt rồi, con di gút nào mà lợi được quý vị, nó thơm hơn thật ở ngoài á, hơn thật ở ngoài quý vị, là con gút nào lợi được quý vị. Thì thôi ở đây
bà con dùng bà con biết được, còn những người mà bệnh virus là không có ai bệnh hết, bệnh dịch bệnh là không có ai bị hết. Tại sao vậy? Tại vì dùng dầu quốc tạo nó duy trì đến 3 tiếng, sau 3 tiếng bà con xuất vào, bà con cứ cho em cháu đi học, đi làm công việc, đi làm công ty, cha mẹ đi làm công nhân, làm thoải mái, chỉ làm thoải mái của việc cứ có bó có một chai dầu này cho mình thôi, việc sức đi đó. Bà con có gì liên hệ quốc tạo ha, quốc tạo sẽ giao tới tận nhà cho bà con 64 tỉnh thành. Bà con alo, bà con điện lúc này không được, lúc khác bà con điện lại, bà con điện lúc khác được, bà con lúc khác điện lại, quốc tạo gắt bạn, quốc tạo sẽ gửi cho bà con tất tần tật những cái số dầu của mình ha, và nó luôn trị luôn cái bệnh xỉn luôn, khó thở luôn, những của những người lớn tuổi luôn, kiến cắn tho được luôn ha. Đạt trong cái chai dầu này nó đáp ứng mọi nhu cầu cho bà con. Chúng tôi làm nhà chúng tôi rất là tự tin. Đức thầy có cho biết là người xưa còn chẳng cần thăng, miễn trong bá tánh chúng dân được nhờ, hồi xưa ngũ duyên kỳ học tài thao lược giúp thì cho dân đó. Cái những cái sản phẩm này thì ở đây thì mình con nhà tông không giống lông cũng giống cánh quý vị, cỡ nào mình cũng giống đức thầy đã dạy cho mình thì ít nhiều mình cũng học hỏi được đó. Thì quốc tạo xin cho qua cái phần chai dầu đó. Thì tiếp tục đến là cái chai nhỏ diêm son. Thì ở đây diêm son có bà con cô bác nhỏ bị bệnh diêm son rất lâu năm, thì mình nhỏ diêm son vào, mình sức dầu vào, mình uống thuốc vào thì cỡ nào cũng hết và bớt nghe bà con. Hứa với bà con luôn, bà con dùng thuốc quốc tạo, bà con nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật thì cỡ nào cũng hết. Cái chai này ngoài cái việc trị diêm son ra nó còn trị lỗ tai thúi cho bà con luôn ha. Tiếp theo là cái lọ ngứa. Cái lọ ngứa này là nó ẩn chứa 23 vị thuốc bắc, và quốc tạo cũng hứa hẹn với bà con sẽ nâng cấp nữa. Hiện bây giờ những người sức thuốc ngứa này đã hết bệnh rất là nhiều luôn, chiếm tỷ lệ lên tới 85% luôn, gần 90%, và quốc tạo rất là mừng. Quốc tạo sẽ để một cái chất cuối cùng vào nữa, cái chất này sẽ đi lên núi kiếm quý vị, để vào đây nữa, để nấu, để ngâm, để nghiên cứu cho bà con không có còn ngứa nữa, bất cứ ngứa gì cũng hết trơn quý vị. Quý vị họ mở ra nó thơm mùi dầu dừa nồng nặc luôn. Quý vị sức cho quốc tạo miếng giống như kem vậy đó, quý vị bôi từ trong ra ngoài, bôi chỗ nào cũng được, không hại cho trẻ em luôn, trẻ em mình sức vẫn bình thường. Ví dụ như quý vị có bôi, vừa có bôi gần miệng mình gì nè ha, liếm vào không sao hết. Đây là chất của thuốc bắc được Bộ Y tế kiểm duyệt đàng hoàng ha, không hề có tác hại cho sức khỏe ha, vì thoa thoải mái đó. Thuốc ngứa này là chị đặc trị là lông ben, lát biến, lát đồng tiền, nấm măng chăn, kẻ chân kẻ tay, vẫy nến, cái những cái bệnh ở trên đầu nè quý vị, cái da đầu mình nó bị nổi mụn lên đó quý vị, rồi nứt giò đó. Quý vị nào làm ở những chỗ đông người, những chỗ có ảnh hưởng đến nước đó, thì quý vị thường bị cái đó, hay là gửi cái giò bị, rồi cái tay bị, quý vị sức dầu thì hết liền. Và những cái bạn trai nè thì mình ưa cái vùng nhạy cảm của mình đó, mình tắm đó, mình chùi đó không sạch đó quý vị, thì quý vị sẽ cảm giác ngứa khó chịu. Quý vị đi xe đi này kia, đi lỡ chỗ bạn bè đông mình gãi bất tiện đó, mình rất là khó chịu đó, là quý vị sức dầu 2 lần 3 lần là hết liền, tuyệt vời lắm quý vị. Thuốc ngứa này á quốc tạo nghiên cứu rất là lâu mới được quý vị. Tiếp theo là chai nhỏ mắt. Thì có bà con của bác nói á, cái cây mắt của mình rất là quan trọng nghe em Tạo. Em chai nhỏ mắt em liệu em có an toàn không? Dạ kính thưa, đã được 2 năm rồi, được 2 năm trên thị trường rồi. Thì bà con nhỏ rất là thành công. Ai nhỏ cũng giàu, hiện giờ có nhiều người của bác nhỏ giàu không còn đi mổ nữa, mà hiện giờ mắt sáng cực luôn quý vị. Mắt sáng cực luôn á. Có cô đó kìa, nói nhỏ ngày trên 3 lần nghe cô. Cô nhỏ một ngày 15 lần. Còn cô nói Tạo ơi, cô nhỏ 15 lần, con dặn tới 30 lần. Mà bây giờ cô nhỏ 15 lần mà con mắt của cô sáng gực cả Tạo ơi, nói quý vị thấy không? Có nghĩa là thuốc này nó không có hại cho sức khỏe, nó không có hại cho mắt. Quý vị cứ nhỏ thoải mái ha, đừng sợ, cứ nhỏ thoải mái, không sao hết. Còn những cái gì mà cần hỏi, vấn đáp kiểu gì cứ trực tiếp gọi quốc Tạo, Tạo sẵn sàng tư vấn cho bà con ha. Còn cái chai này là cái chai rượu xoa bóp. Thì quý vị thấy rồi đó, ở trên cái vụ chai rượu xoa bóp này nó có cái màng. Cái màng này kêu bằng băng tinh bạc hà của Ấn Độ, 1 kg là 2 triệu bạc. Cái ở đây á, là bạc hà thiệt mới đúng, và mới đúng là cái nó mới đúng là trong cái nó mới nóng đó, nó nóng hừng hừng, nó không gây lở lét cho mình đó, mình sức ngứa vẫn được luôn đó. Thì quý vị nhức găng thoa hàm dưới nhức hàm trên, nhét thấm vô này, nhét vô kẻ găng hết nhức găng đó, rồi chị đau vai gái, nhức mỏi thần kinh tổ vậy thoa được hết. Cái chai rượu này rất là đặc biệt luôn nha, chai rượu này bắt tạo sức ra nước ngoài cũng rất là nhiều rồi nha. Thì người ta ra nước ngoài người ta dán tem lại, dán tem người ta xuất ra đó. Thì hiện giờ chai rượu này là của gia đình quốc tạo làm, kêu bằng gia truyền đó, học được 3-4 người thầy, hiện giờ thì đã rất thành công đó quý vị. Trước khi dùng quý vị xúc đều cho đệ cái thuốc dưới đây nè quý vị, thuốc nè nó lên ha, điều gan này ha, thuốc nó lên đó quý vị thoa vào rất là ấm áp luôn, quý vị thoa nhiều nó lạnh nghe quý vị. Thì ở đây cũng báo cho quý vị biết
Một liệu trình quốc tạo gồm có 5 món: một chai thuốc gụ, hai chai nhỏ mắt, một lọ thuốc ngứa, hai lọ diêm son, ba chai dầu, là kêu một liệu trình quốc tạo là 120.000. Khi quý vị lấy những cái món đồ trong đây, thuốc uống hay là diêm tê bì chi hay là thuốc nhức hay là thuốc giãn tĩnh mạch, thì quốc tạo sẽ hỗ trợ cho quý vị là còn 50.000, tức là một liệu trình 400.000, là gồm có một cặp thuốc uống như vậy là 350, thuốc nhất một liệu trình này 50.000 nữa là 400. Đó là nhức mỏi. Thì cái cặp nhức mỏi này á, có nhiều cô bác hỏi: ủa em à, ví dụ chị uống một cặp hai cặp rồi mà chị đỡ thì khỏe lắm rồi đó, cỡ 80% đó, nhưng mà chưa hết hẳn, vậy em có hết tiệt không? Dạ kính thưa cô bác, hiện giờ ai đã uống thuốc quốc tạo thuốc này hết bệnh, xin comment lại, ghi âm cho quốc tạo, ghi âm lại cho quốc tạo, báo cho bà con biết là những người đã uống hết bệnh và đã nghỉ uống rồi đó. Còn ai uống trên 3 cặp thì nó sẽ ngừa được cái bệnh tai biến cho mình. Thuốc này chỉ gì quốc tạo? Dạ chị nhức mỏi thần kinh tọa, đĩa đệm, gai cột sống thoái hóa và luôn cả bệnh gút luôn, rồi chị được hỗ trợ bệnh tai biến luôn đó. Những bạn trai nào mà bị chuột rút thì mình dùng thuốc này vẫn được luôn. Những người đi làm sức quá lao động chuột rút rồi bị giật, uống thuốc này vẫn được luôn. Sai tàu xe uống được luôn. Tại sao mà thuốc nó chỉ nhiều bệnh như vậy em tạo? Dạ kính thưa cô bác, nó chỉ là 70%, ở đây là 30% chai rượu này. Chai rượu này nó có chất giảm đau và nó có chất điều trị cho bà con rất tuyệt vời. Thì bà con có gì tư vấn, điện quán tạo tư vấn cho. Chai cặp thuốc này là 350.000, cộng cho cái combo đồ này 50.000 nữa là 400, miễn ship cho bà con ha. Bà con nào có nhu cầu thì xin liên hệ. Những cái người mà đi đứng khó khăn, lên lầu xuống lầu lại khó khăn, bị chuột rút rồi đó, bị đau khớp háng này kia, sưng tấy, rồi những người nào mà đi tàu xe không được, những người nào mà nhức mỏi thần kinh tọa, đốt sóng thứ hai thứ ba, ăn L2 L3 nghe là được hết nha bà con. Tất cả mọi bệnh đó là quốc tạo đều bao. Gặp quốc tạo là không hề nói cái tiếng nhức mỏi ở đây nữa ha. Bà con nào có gì liên hệ quốc tạo sẽ tư vấn thêm. Thì qua quá trình giới thiệu như vậy thì quốc tạo cũng có ở đây là cái cộng hành. Thì cộng hành này quý vị thấy không, nó trơn trăng đây, bà con thấy không, trơn trăng, nó không hề bị gì hết. Quốc tạo sẽ bỏ vào cái chai mật ong nguyên chất như thế này. Mật ong này quốc tạo lấy trên Campuchia gì ha, bỏ vào cái nguyên chất như thế này đây. Rồi quốc tạo sẽ để đây, quốc tạo sẽ đậy lại. Rồi khi mà hết kết thúc chương trình, quốc tạo sẽ lấy cái chai mật ong này ra cho bà con xem là cái cộng hành nó héo như thế nào. Nó héo queo luôn. Đó là nguyên chất, nó là cách thử của trên mạng. Còn nhiều cái cách thử lắm. Còn cái cách thử thứ hai đó là mình chán cái mật ong, chán cái ly một cái, mình quậy mình uống một cái nó ngọt. Còn chán mà uống nó chua, tức là để đường. Mật ong này chính là người Anh quốc tạo thấy người ta trực tiếp bắt ở trên cây xuống luôn. Rồi mấy người Campuchia ta bắt á, đi làm chung á ta bắt á, rồi mình mới chia lại, mới đem về đây. Đó cho nên hiện giờ bà con dùng rất là thành công. Mà ông nguyên chất bà con uống vô bà con thấy cảm giác liền. Nó thơm mà nó ngọt liệm, nó ngọt gì đâu á. Nó trị rất là nhiều bệnh luôn. Hãy xíu quốc tạo sẽ giới thiệu cái phần mật ong cho bà con nghe. Thì ở đây là thuốc tê bì chi. Tê bì chi này nó chuyên trị cái gì? Tê tai, tê chân, tất cả cái gì tê là nó sẽ được trị. Tại sao cặp thuốc này nó đã có trị, nó đã có hỗ trợ tê rồi mà sao có thêm cái tê nữa? Nó có dư không? Dạ không dư quý vị. Có những căn bệnh mà chúng ta lỡ bác sĩ tốn biết bao nhiêu tiền mà không hết. Tốn biết bao nhiêu tiền mà không hết, đó là bệnh tê. Bệnh tê bà con cô bác rất là sợ luôn. Tê thì nó sẽ sắp sửa chuyển qua bên tai biến. Tại vì tê là máu nó không lưu thông nữa, nó sẽ chuyển qua tai biến. Đó cho nên là ở đây thuốc tê này đó là nó sẽ hỗ trợ chúng ta, nó sẽ chỉ trực tiếp cho chúng ta về cái phần là tê, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, đau vai gáy. Đó nghĩa là trong chúng ta thiếu máu lên não, nó sẽ sẵn mặt mày, ưa sẵn mặt mày, đi làm hơi cái sẵn mặt mày. Đó là cái rối loạn tiền đình và hỗ trợ cho trực tiếp cho chúng ta cái bệnh là đau vai gáy. Đau vai gáy đau chỗ này quý vị, đau khúc này đó, là kém trí nhớ đó. Thì những cái bệnh này là chúng tôi sẽ trị tất cả những bệnh này. Thuốc này là thuốc của Việt Nam hợp tác với Nhật Bản, TBG ha, bà con nhớ ha. Rồi có gì liên hệ quốc tạo, tạo hướng dẫn thêm ha. Rồi tiếp theo thì có cái chai là nhỏ diêm son này, là có tên luôn quý vị. Cái thuốc này là thuốc của đông y nha, trung thảo tỷ an khang, trung thảo tỷ an khang. Thuốc diêm son này thì bà con diêm son lâu năm, bà con giàu thì sức, thuốc nhỏ thì bà con nhỏ, còn cái này thì bà con trực tiếp bà con uống đó thì mau hết bệnh lắm quý vị, cỡ nào cũng hết cho quý vị. Quý vị cần trực có cần cái gì thì cái việc liên hệ quốc tạo sẽ tư vấn thêm. Còn đây là một cái liệu trình của chỉ, gồm có chỉ uống và chỉ uống và chỉ bôi.
thì có nhiều người ta bị chỉ nội, ta đi cầu ra máu là chỉ nội, có người nó lòi ra ngoài là chỉ ngoại. Nhưng mà chỉ nội chỉ ngoại thì bà con cứ dùng một liệu trình như thế này là bà con sẽ diệt diệt được chỉ nội và chỉ ngoại luôn, lâu năm cỡ nào thì quý vị cứ diệt điện quốc tạo, quốc tạo hướng dẫn thêm cho bà con nhiều cái bài thuốc dân gian để cùng với thuốc này mình uống chung nhau rất là hay. Còn cái lọ này là cái lọ dưỡng bì đan, chuyên trị về ngứa, lọc máu trong gan ha. Người ta cái máu người ta trong sạch lắm đó, cho nên là những cái gì mà có mặn, có một đốm máu không được tốt thôi là chúng ta sẽ gây ra ngứa liền. Nó đặc biệt như vậy, mà sao những người ăn mặn chúng ta lại ít ngứa đó, cho nên là những người ăn chay trường là ưa bị ngứa, điện nó tạo rất là tỷ lệ chiếm từ 70-80%. Nó lạ như vậy đó. Bà con dùng thuốc này bà con sẽ hết, là do cái gan của chúng ta nó thải chất độc không hết. Nó có người thì nó gọi là vàng da, rồi có người thì nổi bề đay, rồi mẩn ngứa, rồi xơ gan, viêm gan, rồi gan suy giảm do gan nó giống như bị suy thận gì vậy, nó yếu rồi nó sẽ không thải được chất độc ra, thì bà con dùng cái lọ thuốc này sẽ hết, nó sẽ diệt trừ từ trong gốc diệt ra luôn ha. Đây là thuốc ngứa dành cho trẻ em và người lớn vẫn được nha quý vị. Quý vị thấy cái hình sau lưng thấy ghê không, phong nổi cỡ này mà uống còn hết đâu quý vị, phong nổi cỡ này nè. Rồi tiếp tục đến thì ở đây là thuốc lập thạch lâm thông, là chuyên trị ở bên sạn thận. Thì sạn thận này cũng không có lần nào cũng báo với bà con, hiện giờ quốc tạo là đã hết bị sạn rồi, uống hiện giờ là đến hộp thứ tư rồi, uống 3 hộp khám hết rồi, uống hộp thứ tư cho chắc ăn luôn cho nó hết. Thì cái hộp sạn thận này là quốc tạo chính quốc tạo đã uống hết rồi. Có một cái cô đó là 5 ly là uống 3 hộp, có cô 6 ly là uống 4 hộp đó, thì người ta uống đã hết rồi. Có người ta bị hai bên luôn, cái gì hai thận hai bên uống vẫn hết cái gì đó là sạn thận nha. Còn ở đây á, là thuốc ho. Thì thuốc ho này đó thì nó sản xuất của Malaysia, thuốc đông y. Thì ở đây đó có những cô bác bị thận nè, bị ho nè, rồi bị ho đêm ho ngày, ho dai dẳng nè, rồi bị xỉn nè, xỉn do tắm ban đêm á, thở hay gì thở lên vậy nè, nó dịu gì thở rất là khó thở luôn, nó mà uống dần dần hết luôn. Đó là mẹ quốc tạo nó cũng vẫn bị như vậy, uống 3 hộp bây giờ mẹ quốc tạo mập mạp không có còn thở hơi dốc nữa, rất là khỏe luôn đó. Đi bác sĩ biết nhiêu tiền quý vị không hết, chỉ cần uống hộp thuốc này có 3 hộp là hết đó quý vị đó. Rồi thứ hai nữa đó là nó trị luôn cái bệnh phổi luôn, những cái người mà bị bệnh phổi đó thở khó thở là chị vẫn vẫn trị cho bà con luôn ha. Còn ở đây là cái bệnh huyết áp, hình ông già và bà già, đông y huyết áp tim mạch đó, để cho chúng ta uống để cho chúng ta cân bằng huyết áp lại. Những người hạ huyết áp thấp là không uống được ha, huyết áp cao uống mới được. Còn đây là giãn tĩnh mạch, hầu như ai cũng bị giãn tĩnh mạch đó quý vị, gân xanh nổi lên, gân xanh nổi cục cục lên nè quý vị, do mình làm quá sức. Những người lớn tuổi là ưa bị cái này, nó gân mình nó bung ra nó nở ra gì nè, nó giãn tĩnh mạch là gì nè, có giãn tĩnh mạch trong nữa nha, mình uống giãn hết luôn ha. Rồi đến cái phần thuốc tiểu đường, thì tiểu đường ở đây là có đường viên, hủ qua nó, còn ở đây là đường thuốc đường này của công ty, còn đường này là đường tán, là đường thuốc bắc đó. Đường tán này chúng tôi làm rất là công phu nha, phải mất phơ mất xay mất làm là tổng cộng là một ngày chờ mới gọi cái được đường này đó là làm á, đặng để cho bà con phục vụ cho bà con đó. Thì đường này đó là nó thay thế cho thuốc tây. Thuốc tây chúng ta uống nóng nè, rồi chúng ta uống bị men gan nè, chúng ta uống bị ngủ không được ăn không được nè, còn đường này nó sẽ trái nghịch là hết, ngủ được ăn được mát mẻ và sẽ bình đường cho bà con, không có tác dụng phụ ha. Bà con yên tâm dùng cái đường này là sau này mình sẽ không có biến chứng nữa, đặc biệt như vậy. Tiếp tục đó là cái chai dầu dừa nguyên chất. Thì ở đây quý bà con thấy rồi, quốc tạo sẽ giới thiệu dầu dừa nguyên chất này. Thì nó sẽ bà con một sáng uống một muỗng canh, chiều uống muỗng canh rất là thơm luôn, bà con uống vào nó sẽ sổ chất độc gan thận tim, sẽ sổ hết cho bà con ra. Giống như chúng ta hàng ngày chúng ta uể oải nè, chúng ta làm biếng nè, lười ăn nè, chúng ta cứ ngủ hoài vậy đó, giống như cái người bị nghiện vậy đó, ngủ hoài vậy đó, không có muốn làm gì chứ. Nhưng mà khi chúng ta uống này vào và chúng ta khỏe lại, nó sổ chất độc ra, chúng ta cảm giác yêu đời lại đó, chúng ta cảm giác được cái hạnh phúc gia đình lại, chúng ta cảm giác được là chúng ta sẽ đi làm hăng hái và đi cúng kiến cúng lại, đi làm từng đi cầu nguyện này kia rất là thoải mái luôn. Đó là vậy đó. Còn ngoài ra đó thì nó còn cạo gió chúng ta, nó sẽ mát mẻ cái lưng đó, dầu dừa đó, rồi sức lên đầu thì tóc nó sẽ ống mượt, hạn chế rụng tóc, hạn chế bạc đầu đó. Còn nhiều cái tác pha, nhiều cái lợi cho dầu dừa lắm quý vị. Còn ở đây là mật ong nguyên chất ha, thì xíu quốc tạo giới thiệu sau. Còn ở đây là cái sản phẩm cuối cùng đó là máu nhiễm mỡ, tạm gọi là máu nhiễm mỡ.
thì nhiễm mỡ, thì gan nhiễm mỡ cũng vẫn vậy, vẫn vẫn được, vẫn uống được, và máu nhiễm mỡ vẫn uống được. Cái này là mình uống chung cho gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ, ai cái gì nhiễm là mình sẽ xử lý được. Thì ở đây Quốc Tạo sẽ giới thiệu cho bà con, sẽ diễn thuyết cho bà con biết. Ví dụ như ở đây nó là ở đây nó là một cái cọng gân chúng ta đang chạy bình thường, thì máu nó sẽ nhiễm mỡ, nó sẽ nhiễm vào đây chúng ta 1/3 của cọng gân. Thì khi mà máu nó chạy tới đường này nó sẽ chạy rất là khó khăn, thì làm cho chúng ta khó thở nè, sôi bọt mờ bọt miệng nè, rồi huyết áp nè, vân vân ha, là cái đó là bệnh thông thường ha rồi bắt đầu cái tới mỡ nó nhiễm 20%, 2/3, tức là nó nhiễm 2/3 như thế này, nó còn lại 1/2, thì lúc này máu chúng ta chạy sẽ khó khăn, giống như ống nước chúng ta chạy mà cái nước mà nó chạy mà nó bị cản ở trong thì nó chạy sẽ khó khăn, rồi nó làm cho chúng ta nè giãn tĩnh mạch nè, nó phù mạch lên nè, rồi nó làm cho chúng ta là huyết áp tăng đột ngột nè, làm chúng ta là giật nè, co giật nè, đột quỵ nè, khó thở nè, rồi dẫn đến tử vong nè, rồi dẫn đến là bán thân bất tội nè, nó dẫn đến là liệt nửa thân mình nè. Đó là cũng do nhức đầu nữa quý vị, nhức đầu nữa, rồi tai biến đủ kiểu là do máu nhiễm mỡ này ra không, mà bình thường nó không có triệu chứng gì cả, nó không có báo cho gì một triệu chứng nào cả chứ, bình thường. Nhưng mà đến lúc mà quý vị bệnh tới luôn là quý vị uống là không kịp, cho nên bây giờ chúng ta phải tranh thủ uống. Chúng ta uống hai ba hộp này xong rồi chúng ta phải nghiên cứu lại, chúng ta phải đi khám bác sĩ lại, có máu hết nhiễm mỡ chưa, rất rất là quan trọng nha bà con. Nếu mà chúng ta mà còn chần chờ đó, hiện giờ Bác Tạo bữa nào cũng uống chứ, Bác Tạo nghe nói Bác Tạo rất rất là sợ luôn, bây giờ rất là sợ luôn, uống mỗi ngày luôn á. Bây giờ là tiếp tục đến đó, thì sản phẩm chúng ta rồi sẽ tới cái chai mật ong. Thì lúc nãy cũng nói bà con rồi đó, bà con sáng mà con quậy một cái ly xi chừng nước sôi, để mật ong vô vừa uống, ngọt vừa uống, nặng miếng chanh để miếng gừng, thì bà con uống một ngày cho để 2 lần cũng được, rất tốt, 1 lần cũng được, thì nó sẽ trị cho bà con tim mạch, huyết áp, nó sẽ máu nhiễm mỡ, nó sẽ bớt máu nhiễm mỡ cho bà con luôn, nó sẽ trị phần đó luôn, nó trị bao tử luôn. Nói mật ong này là nó trị đa bệnh luôn, giống như bạc hà núi vậy. Gì thì cũng báo với bà con là bạc hà núi đó là chúng tôi cũng có bán luôn nha, còn không tiện đem vô tại bạc hà núi nó ngứa lắm. Thì ở đây bạc hà núi là bà con liên hệ với Quốc Tạo, Quốc Tạo sẽ cung cấp bạc hà tặng nhà cho bà con và hướng dẫn cho bà con cách uống luôn ha. Rồi còn ở đây thì bà con thấy nè, đó nó tới lúc mà nó gãy nó bị quéo xuống như vậy nè, vậy thấy không, đó vậy thấy không, nó héo xuống luôn đó, thấy không, héo rõ ràng không, đó là mật ong nguyên chất đó nha, chưa để được 5 phút nữa đó, đó đây nè bà con thấy không, nó héo vậy đó, thơm bưng luôn bà con, quá thơm, thơm dịch cực kỳ luôn nghe, bà con thấy không, héo là rõ ràng không. Bà con nào có đem mật ong về nhà, lấy mật ong Quốc Tạo về nhà mà có ai nói không nguyên chất, hoặc là có một cái ai đó khám nghiệm không nguyên chất, hoặc là sử dụng thử không nguyên chất, cứ gỡ lại Quốc Tạo, trả lại Quốc Tạo, Quốc Tạo vui lòng nhận đồ lại, không hề nói cái gì bà con hết đó. Quốc Tạo dám cam kết với bà con 100% nguyên chất thiên nhiên. Nguyên chất thì có nhiều loại nguyên chất nha, nguyên chất nuôi có nha, nó còn của Quốc Tạo là nguyên chất thiên nhiên luôn, tự thiên nhiên bắt về bao nhiêu có bao nhiêu bán bao nhiêu. Hiện giờ là hàng của tôi đang bị cháy, hàng này đang bị cháy, có nghĩa là nó đang cạn kiệt rồi, nó không có còn nữa, cũng có còn số lượng là vài lít thôi, thì ai nhanh tay trước thì sẽ nhận hàng được ha. Đó rồi bây giờ mình hết sản phẩm rồi, mình sẽ trở lại những cái đồ mình tặng. Thì thứ nhất là ở đây có hình của thầy, hình mới của những hình mới không đó. Rồi đây là 10 điều phiến tu, 10 điều ơn, 10 điều phiến tu của thầy Tây An. Cuốn này là cuốn tôn chỉ hành đạo, chích ở trong quyển 6 ra, dạy ăn dạy ở, chữ tu vuông vuông tròn. Trong đây có 7 bài pháp luận và có bài dạy cúng, dạy quan hôn tang thế của đức thầy dạy. Còn cái cuốn này là cuốn thi văn giáo lý toàn bộ của đức thầy, tất cả trong đây trên 200 thi văn bài giáo lý và 6 nguyễn, và ở đây trên 2000 từ ha, của đức thầy dạy để lại. Cái cuốn này là cuốn kim chỉ nang, thì Quốc Tạo nói tất cả những cơ cuộc ra, những cái gì đó là đều nằm ở trong cuốn này hết ha. Bà con đem về nghiên cứu, bà con học cái cuốn này, bà con sẽ tu đắc đạo đó. Còn ở đây là củ quyền ha, chúng tôi sẽ tặng miễn phí hoàn toàn cho bà con ha. Rồi tiếp tục thì ở đây chúng tôi có thuốc đau bao tử luôn, đây đau bao tử ở chua, sình bụng, no hơ, quất hơ, ăn không tiêu. Bà con liên hệ Quốc Tạo sẽ gửi cho bà con luôn ha, bao thuốc đau bao tử. Còn thuốc của tỷ cơ là năm màu, đây là ngũ hành tức là năm màu, đây có luôn ha. Rồi hiện giờ thì Quốc Tạo đang gỡ tỷ cơ là 2000 phần, tỷ cơ có tặng Quốc Tạo 1000 phần, tức là 3000 phần, thì Quốc Tạo cũng sẽ gỡ đến tay cho bà con. Có những bà con tại sao mà lấy được có 3-4 phần Quốc Tạo,
sau có những bà con cũng lấy được 10 phần 20 phần. Quý vị biết một người trung bình một người 10 phần thôi, quý vị biết rồi một ngày Quốc Tạo đưa biết bao nhiêu người đó, quý vị tính đi, một người 10 phần thôi, có người cũng sao em đưa chỉ ít, thì quý vị thấy ví dụ như có khả năng thì mình lấy cái mẫu gì à? Mình lấy cái mẫu gì à? mình mua lại mẫu này nó có ha, ngũ hành. Còn bà con nào không có khả năng thì Quốc Tạo sẽ gửi cho bà con. Quý vị mua thuốc, lấy thuốc Quốc Tạo lúc nào thì cũng có thuốc của tỷ cơ cho bà con hết. Bà con nói ơi gửi cho chị như đó thì Quốc Tạo sẽ gửi cho bà con ha. Còn cái máy, còn nói gì máy hát giảng, mê hát giảng có luôn, đầy đủ 8 GB cài sẵn hết trơn ở bên Quốc Thành, và cái máy niệm Phật này cũng của bên Quốc Thành luôn ha. Thì bà con cứ qua Quốc Thành mà để mà mua Nam Mô Phật để mà nhận cái máy này là tặng miễn phí. Thì ở số điện thoại Quốc Thành là 0463 044 24, thì bà con cứ qua bển điện cho Quốc Thành qua bển để mình nhận máy ha. Rồi ở đây là có pin đầy đủ hết, mình bật lên là có hát 6 bài Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi hết bà con, thì cũng kết thúc chương trình ở đây. Thì cũng thông báo lại với bà con là số điện thoại của Quốc Tạo là 0927731654, và số điện thoại thứ hai là 0383893763. Mọi chi tiết xin liên hệ. Và ở đây Quốc Tạo cũng xin nhắc lại với bà con mua thuốc Quốc Tạo, Quốc Tạo lấy tiền của bà con, Quốc Tạo làm trần điều của quyền chân dung thầy tặng cho những người khác tu hành miễn phí, thì phước đức này Quốc Tạo chia với bà con. Mà bà con lấy dùng thuốc Quốc Tạo hết bệnh, bà con cúng kiến, bà con tu hành, phước đức đó bà con chia với Quốc Tạo. Tức là chúng ta cùng một cái lực, từng vòng tròn với nhau để chia phước với nhau. Bà Đức Thầy có cho biết là hiệp nhau làm phước để gõ lòng hiền nhân, hay là phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tiêu vô hình đừng ngỡ rằng không đó, hay là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Bà con dùng thuốc Quốc Tạo, bà con nhớ niệm Phật nha, bà con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi uống thuốc của cư sĩ Quốc Tạo người hòa hảo, cho con hết bệnh con sẽ tinh tấn tu hành, đó là chánh niệm. Bà con giái như vậy thì bà con sẽ hết bệnh, bà con sẽ hết bệnh. Còn bà con giái cho tôi hết bệnh nghe, cho tôi đi làm ăn nghe, cho tôi nghe, là ông Phật ông không có, đó là tà niệm, cho nên ông Phật ông không độ mình đó. Nó cho nên là mình không có thành công về cái phần đó. Bà con phải niệm Phật và bà con phải hồi hướng. Thầy nói lo thuốc thang khẳng giái Phật chờ, nguyện sửa lòng ắt Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xã. Còn ở đây cũng báo với bà con, ai lấy 1000 phần tức Quốc Tạo sẽ mướn những người độ làm cái dầu này ra cho bà con. Cái dầu này đặc biệt là ngâm trên 3 tháng, Quốc Tạo ngâm 3 hũ như thế này, không đưa cho ai hết, chỉ ai nhận 1000 phần mới đưa thôi, mướn người lợi làm cho bà con, đặc biệt 1000 phần nha, 1000 chai. Còn bình thường thì bà con lấy bao nhiêu thì Quốc Tạo cũng có dầu đàng hoàng, có dầu đàng hoàng ngâm trên tháng cho bà con. Đặc biệt dầu Quốc Tạo bây giờ ngừa qua được cái bệnh bạch hầu luôn nghe bà con, là cái bệnh mà đau cần cổ đó, đau cổ trắng đó rất là nguy hiểm, hiện giờ nó lâm sàng chết nhiều lắm nghe bà con. Thôi Quốc Tạo xin kết lời ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, xin hướng công đức cho tất cả bà con. Nam mô A Di Đà Phật.